Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Nhân vật Sài Gòn và Du lịch. Hôm nay mình đang có mặt ở đường Nguyễn Thị Tần vào 6:30 sáng cả nhà. Nay mình xin giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó là xe xôi, đấy là rất chi ở đông khách và đang rất chi là hot rồi. Đây là địa chỉ là 119B -68/55 đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8. Dù cô chú anh chị và các bạn ai có sở thích món xôi hay ở gần đi mua xôi thì mình cứ chạy vô hẻm 100 đường Nguyễn Thị Tần này. Từ đây ra ngoài đường Nguyễn Thị Tần khoảng có hơn 50m cả nhà. Đi vô đây là một xíu là quán xôi nằm đây luôn này. Sau đây mình xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vô khám phá nhé. Thấy khách rất đông này, chị mới mở bán luôn á, nay mình đến sớm rồi. Chị đang chất xôi lên đó. Ở đây có giá tiền bán xôi luôn này cả nhà. Xôi lên than 10k này. Các bạn về giá luôn nhé. Cô chú anh chị các bạn ai có thích ăn món nào thì biết giá. Tư đùi, hai bên góc tư đùi vậy chị. Wow, nhìn thấy hấp dẫn không cả nhà. Trước khi vô nhìn thấy cái xe là thì trang trí là rất là đẹp rồi. Quay nữa hả? Không có đứng chỗ đứng mà để quay luôn á. Quay sơ cái xe của chị này. Cách trang trí của chị là rất chi là thẩm mỹ, nhìn nó đẹp á. Đây là có chị có để thời gian bán luôn là từ 5:30 sáng cho đến 9:30 sáng luôn. Ồ, nguyên một bịch gà luôn này. Đó. Giờ chị sẽ chất lên nữa cả nhà. Chào chị gái nhá. Chị là chủ á chị. Hôm nay anh không thấy bán nhỉ? Mấy lần em coi trên hôm nay anh ở nhà dưới con này chị. Có nói là không làm được, giờ này mới ra nè. Dạ. Bữa nay thấy là có thêm mấy anh em trong gia đình hay là phụ chị. Gà con nào nhìn thấy hấp dẫn quá luôn ạ. Khách đứng là đợi mới mở bán luôn cả nhà. Sáng sớm mà thường thường là dù cô chú anh chị các bạn ai có đi làm văn phòng xí nghiệp hay công ty công nhân nhé thì mình cứ ghé đây làm bó xôi ăn nó chắc bụng. Sẽ làm một phần ăn thử thức á, thấy đứng đây là ngon lắm thầy. Xôi này bốc hơi mới nấu xong. Buổi sáng rất chi nhộn nhịp cả nhà. Cả một con phố ở đây là con hẻm 100 á, đường Nguyễn Thị Tần á. Ai đi qua đây là thấy là nhìn vô là tấp vô liền á, mua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi nịt lại đi, nịt lại đây rồi nó để đầu lên rồi con làm tiếp. Cái món chị đang làm là cái món gì đấy chị? Sứ mại trứng muối. À, sứ mại trứng muối á. Từ đó là mình bán theo cục hả chị? Đúng rồi, một phần là 25 ngàn. Dạ. Ăn với trà bông hành phi. Dạ. Mình ăn này cho cô đi coi. Khoan khoan, ngưng đây, ngưng đây, ngưng đây. Wow, mấy con gà này, nhìn này. Gà này chắc mình mới luộc luôn rồi chị nhỉ. Thấy là nhìn vàng này. Xôi nhìn khá là hấp dẫn luôn. Thật sự là nhìn rất chi là bắt mắt luôn đó cả nhà. Chị có trang trí mấy cái lá này tươi lên. Tính gì 140 bình thường. Có bao quả này à? 140 với 1 cái. Rồi để bụi nha chị nhỉ. Có cái xíu mại chứ muối nha. 225 ngàn nữa. 165 ngàn tất cả. Cho chị hồi thôi xanh với cái này bao nhiêu? Đây tôi bán cho cô. Ăn vặt Sài Gòn và du lịch. Đây là mình có cái bếp luôn này, bình ga luôn này chị. Con có xôi hạt sen á nghe quý vị ơi. Để chị để ra đường nghe quý vị. Cái trà bông tí xíu. Chị gái bán xôi ở đây được lâu chưa chị gái? Lát được à, được năm rồi. Nó thấy cắt của chị làm mà thấy trang trí đẹp quá chị. Mình có học ai không? Nói chung là mình tự tìm tòi mình làm á. Dạ. Thấy chị nhìn trang cách trang trí của chị này, xôi nhìn bắt mắt không nhỉ? Cái xe này là tự mình thiết kế ra luôn à chị? Tự nhà đóng luôn. À, tự là chị có ý tưởng của chị làm ra cái xe này luôn đó. Trên là có lá dừa là cả nhà. Chị tính rồi em ơi. 20 nữa là đủ. Đây. Rồi của chú là gà. 2 con này, 1 ngày còn có cắt miếng nữa gà nha. Rồi chị bán cho em một phần gà luôn chị. Lấy em nguyên cái đùi luôn á, góc tư luôn á. Ăn cho nó sướng. Đứng đây mà thèm quá. Gà chiên lấy xôi ra đậu huyết. Còn gà này thì lấy xôi trắng ha. Đúng rồi. Lại cái một hộp cái gì đó có cái quanh một gà chanh một lần. Gà đó chanh một lần đi rồi bắt cắt lấy hộp đem xôi đi. Chị gái bán xôi nhiều này chắc sáng phải dậy sớm rồi nấu. Lấy xôi trắng rồi đó. 1 giờ là dậy rồi. À, chị 1 giờ là dậy rồi. Thấy chị có cả con nhỏ nữa vừa làm này thấy nhiều việc. Cực nên nhiều bữa nó ra trễ. Dạ. Bữa nào nó không quậy ra sớm. Dạ. Bữa nào quậy thì 6 giờ ra. Con mình cũng có con này xuống nào. Ngày nào nó cắt cho nó. Dạ chắc là 1-2 bữa. Con ăn con học hành bỏ này hết trơn vậy.
Chị người Sài Gòn hay mình ở quê ở đâu chị? Chị hả? À. Chị quê ở Cà Mau em ơi. À, Cà Mau. Thấy chị giỏi quá. Cách tủ đấy giờ là cứ đứng để đi lại đến cơ nhỉ. Cái gì? Đỡ bự con nha. Bữa nay quên cắt cái nhà này. Dạ. Có nhiều món quá, cắt bữa nay con không có trơn rồi. Không có làm. Quên lắm, nhiều món luôn. Rồi chú là cái gà chiên lấy sâu rồi. Cái gà chiên với lại số mại nó là 4 phần. Hộp xôi là chỉ có lót là lá chuối thôi. Bà thấy chị làm nhiều loại xôi nhỉ chị nhỉ? Quá trời loại luôn. Đỏ cho con nghe chú ơi. Bữa nay ăn đỡ đi chứ. Chắc mấy chú gà này là mấy chú gà tre này. Đúng rồi, gà mái, À mình đây bán chỉ gà mái thôi à? Đúng rồi, bán gà mái không bán đâu con. Hay nhỉ, không bán gà trống. Gà mái á. Gà mái cái thịt nó ngon, gà trống nó ngon. Dạ. Một phần gà chiên đó. Đợi con cái gì chú? Xin nhắc lại một lần nữa là địa chỉ ở đây á, ngay con hẻm 100 đường Nguyễn Thị Tần á. Cô chú anh chị và các bạn á, ai có đi ăn xôi thì mình cứ đến đường Nguyễn Thị Tần có hẻm 100 á. Mình đi từ ngoài chạy vô khoảng hơn 50m là quán xôi là bên tay trái nhé. Cái hẻm này rất chi là dễ tìm cả nhà. Nè con chuẩn bị con gói 4 hộp đây. Ba gà, một xíu mày. Trời ơi. Đây nè. Đi cho nó hay chưa? 200 ngàn. Được 100, 100 thôi. Gà cũng bên này luôn. Đúng rồi, đúng rồi, gà chiên có nước mắm á. Nước mắm nhập vào đó. Mấy món này là mình tự tay chị là nấu hết rồi chị? Đúng rồi, tự làm á. À, mình chị làm luôn đó. Tự chị làm á. Chị mà thấy người ta tự làm, tự tò mò đó cả nhà. Không có ai dạy cho mình. Chú đủ rồi đó, đứng rồi đó. Còn một phần gà lá chanh để riêng. Cái này gà lá chanh của ông có 2 hộp rồi, trong hết rồi. Cái mày để sao đâu? Đây nè, lấy hộp lại. Gà đó, một gà nước mắm mà 2
con sơ chị ơi. Em gái chị đấy luôn à? À mấy đứa em cháu. Cháu với em. Rồi đây nè, đủ rồi nè chị. À, đây chị có số điện thoại luôn để đặt xôi gà này theo yêu cầu này cả nhà. Số điện thoại đấy. Đưa chú 70 trước đây. 430 chứ. Nè, rồi. Một kê chè hấp lá chanh. Một kê chè hấp lá chanh này, khoan để làm cho anh chai này, cái anh chai này làm gấp chưa? Cho em đói quá, đứng đây thèm quá chị. Không có công em xỉu á. Xa sớm làm em cái phần góc tư luôn. Rồi chị cho cắt không cho... Anh cắt không? Để em nguyên cái đùi đi em cầm đấy em ăn cho nó ngon phần của mình á cả nhà. Anh ăn lá lá chanh không? Dạ có cho vô thơm mà chị. Cái phần này là bao nhiêu tiền á để? 35 ngàn. 35 ngàn ở góc tư thôi nè. Hai gói xương mặn. Rồi nghe. Nhiều khách sạn luôn, khách sạn. Này đông khách chắc mà chị làm lu bu lắm rồi nhỉ? Không nhớ luôn là quên. Nhiều loại xôi quá. Nhưng mà bán lá cặn không phải? Đó được rồi chị. Rồi. Là nấu chè đó. Dạ. Mà còn nấu chè nữa chị. Đưa cái gánh đem ra đi đó. Rồi có ai trước á, cô có cô lại gì cô ơi? Là lá chanh với một phần xíu mại hả? Xíu mại chín muối rồi em. Đưa đây anh đứng đây anh cầm cái đùi gà anh ăn luôn, vừa ăn vừa quay luôn nói chuyện cho dễ. Thưởng thức xem ngon không được nhỉ. Rồi anh cảm ơn. Rồi, đây mình mua không cái một phần này. Góc tư có gà, có nguyên cái đùi gà góc tư á. Thấy hấp dẫn không rồi nhỉ? Em có nước tương với... Rồi, được rồi, ok, em để đây đi. Đây, mình sẽ thưởng thức cả nhà. Đây mà nhìn ngon quá, nó phải ăn này. Đây, làm nguyên cái đùi gà cầm này ăn cho nó sướng. Được không? Được cô, muốn ăn sao cũng được, muốn ăn cái gì vô thêm cũng được đó. Vâng, đùi gà. Thấy ăn béo béo ngon ngọt này. Cái này cái gì tím liệm vậy? Ô là cái xôi đó. Mặn á. Cái hồng xôi gà nó xíu. Ôi, cả nhà thấy không? Cái lườn của con gà này. Con gà bé xíu mà cái lườn nó nhìn nạt coi, ngon này, nhiều thịt này. Con gà này thấy bánh thịt nó nhiều chị nhỉ? Đúng rồi, gà này thịt nhiều, mập. Gà này béo ấy. Cho cô hộp xôi gà. Gà lụa nha. Con nghe rồi cô ơi. Có muối tiêu đấy. Dạ. Chua. Gà này cả nhà thấy không? Thịt gà. Ngon. Cái này đó gà đó. Còn cái mẻ của con cái lụa nè. Ủa em rồi hả? Rồi có cô không? Em ba gói với con. Em còn gói cho. Cô là ba gói như vậy luôn. À, mặn nè. Lấy hộp xôi xíu mẻ. Ba gói mặn thêm một cái đùi gà đó. Cái nào một gói đùi gà nữa sao? Một gói đùi gà thôi. Sao? Đợi, đợi. Xíu mại. Rồi, đợi con nha. Con đùi gà nha. Đây không có chè. Có chè, chú nói chè con đem chè lên mấy tầng. Chè gì? Con chỉ có chè đậu trắng thôi à. Thì ăn béo béo rồi, cho lá chanh vô thơm đúng rồi nhỉ. Gà là phải có lá chanh đó. Cô giống gì nha. Một gói nữa con. Nhưng mà cô trắng nha. Em để một gói nữa. Rồi lấy trắng. Em đang làm cho con làm rồi. Ba gói. Một cái đầu tiên. Một cái chiếc nải. Cái này một cái mặt này à. Mặt của anh là 4 phần đúng không? 4 phần không để hoàn thành. 4 phần không hoàn thành. Mình vừa ăn xong phần xôi của mình rồi đấy. Thấy xôi đây ăn ngon. Xôi gà ăn đùi gà béo béo.
Được đấy, là chị làm là toàn gà mái, không có gà trống ấy. Béo rồi cơ nhỉ. Ui, đây toàn gà mái hết. Gà trống nó đi đạp nhiều, nó chỉ có chắc thịt thôi nhưng nó không có béo. Gà mái này nó ở nhà ăn xong nó đẻ nó béo. Gà trống cái thịt nó cứng á. Dạ. Gà trống thì để hầm xả rồi được chứ hấp tăng nó cứng. Dạ. Gà mái thịt nó mềm á. Nhất là gà mái đẻ ăn mới ngon đó chị. Gà này là gà mái tơ chứ đẻ này đẻ dai lắm. Dạ. Như thường gà ta á, thích ăn gà mái đẻ, nó nhìn nó ăn nó ngon. Dạ. Yeah. Cái gà con nào vàng ươm đấy. Gà lỡ màu trắng đã nha tụi con. Như vậy lấy đọt lấy gà này đi. Ba hộp kia với thằng gà. Rồi ba hộp với hộp gà. Hết rồi, hết rồi. Đúng không? Anh là ba hộp á, 75 ngàn với này 35. Trăm lẻ năm. Rồi gói xôi lắm. Gà sống hoàn toàn luôn. Dạ. Không có xài gà lạnh đâu. Dạ. Làm xong rồi hấp liền. À là tự nhà mình mua về sống về thịt mình làm luôn đó chị. À, mình mua ta cái ta làm cho mình rẻ cho mình. Dạ. Gà sống gà đâu lạnh nhìn là biết liền. Dạ. Đây tôi gà rồi. Xe nhìn thấy đẹp không nhỉ? Xuống diện là đông khách thật luôn á, từ bây giờ mình quay á, khách cứ đi ra vô không ngừng luôn á, xếp hàng đợi vây kín là xe xôi luôn rồi. Ở đây cô hai cái hàng này. Một xô này. Một xô gà. Đây, tôi gấp. Đúng rồi, kêu một xô này, một xô gà. Chị gái chắc được mấy cháu rồi chị gái? Chị mới có một cháu rồi. À một cháu à, chồng hay bé đấy chị? Đúng rồi. Dạ. Một gà, gà hấp có không hay gà lắc mắm? Gà hấp có không hay gà? Ah, ¿cuál es el?
rồi làm cho chị gái này đi, hai gói cho mặn kìa, đầy đủ không chị? Hai mặn đầy đủ nha. Như ở đây mình bán là cái loại xôi nào nó chạy nhất hả chị? Ở đây thì chị bán xôi gà với xíu mại trứng muối. À, xôi gà với xíu mại trứng muối đó cả nhà. Cái trái trứng muối của chị để trên cái dĩa đó. Trứng gà này. Với mình ăn phần xôi gà đó là 35k đó. Thấy là ngon. Rồi của chị gà béo. Hai gói hả? Hai gói. Ở rớt cái hộp rồi chị. Rồi sau đây mình cũng xin kết thúc video giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, đó là xe xôi, tại địa chỉ là hẻm 100 đường Nguyễn Thị Tần, phường 2 quận 8. Cô chú anh chị và các bạn ai có đi ăn xôi thì mình cứ đến đường Nguyễn Thị Tần, có hẻm 100, mình đi vô đây khoảng một xíu, cánh xôi nằm bên tay trái luôn, khoảng hơn 50m thôi cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nhé.